tim. Ua. Ua. Ngon không? Ăn vào miếng cổ hũ, cái cổ hũ là cái đoạn cuối của cái phần dạ nó dày giòn, giòn đúng không? Nó mềm, nó béo, nó giòn, ui, đã vãi. Cái thịt giả đây ăn tươi. Anh biết quán này. Thì đấy, người ta giới thiệu trên TikTok. Người ta comment lên trên cái bài mà mình ăn phở ấy. Rồi, ok, có một bạn đã giới thiệu cho mình quán cháo lòng. Cháo lòng ở đây mình bán bao tiền hả chị? Vâng. Mình bán đây được lâu chưa chị? Bán 19 năm rồi. Vâng, một bát trắng tim, một bát bình thường. Quán rộng rãi, sạch sẽ. Ủa, cháo kiểu perfect ấy. Ừ. Đầy đặn và kiểu đúng gu của mình. Chị gái ơi, quán của mình bán là từ mấy giờ đến mấy giờ? Một đĩa lòng trần của mình thì chị bán bao nhiêu? 100 ạ. Xem một đĩa một người để em xem cái đĩa 100 nó như nào nhé. Mình có gọi thử một đĩa 100 dành cho một người ăn. Còn nếu mà hai người ăn thì sẽ là 180.000. Đây là một đĩa lòng trần có đầy đủ. Nhiều á. Ừ. Khá là nhiều đấy. Trễ này, dạ dày này, tim này, dồi này. Và dồi kiểu dồi ở đây sẽ là như này mọi người nhé. Tôm trưng này. Màu nó sẽ sậm hơn bình thường. Ăn nó sẽ đảm bảo hơn, đỡ đau bụng hơn. Ơ, mắm tôm với pha thơm lắm nhá. Em thử đi. Tôm em thích mắm tôm này. Mắm tôm này thơm này. Cảm ơn bạn nào đã giới thiệu quán này cho mình, bởi vì thực sự đây là một bát cháo lòng rất ngon.